Đòn áp kích, lại là áp kích của đối thủ. Nếu như Trung Hải có thể khiến cho đối thủ thì Minh Nhật là người nắm chân nhưng không thể thành công. Một đòn áp kích, lại là áp kích. Trọng tài cần dừng trận đấu khi mà cú đá đã trúng đầu. Một cú đá trúng đầu ở tư thế nằm.